Làm gì có chuyện mà chiếc nhẫn 1.000 tỷ. Đây, cho mọi người xem nha. 1 cara, nó là 1 tỷ mấy. Mà thử hỏi 10 cara thì nó là 10 tỷ mấy. Rồi 100 cara, nó là 100 tỷ thì 1.000 tỷ nó nhiêu. Đây là người đẹp quê Cần Thơ, cũng là hoa hậu doanh nhân. Nhưng theo mình nghĩ, trước đây chắc chị cũng đã từng có thời gian buôn bán trứng vịt lộn. Cho nên giá trị của một viên hột sòn, viên kim cương mà chị tính giống như là tính hột vịt lộn vậy đó. 1 trứng 8.000, 2 trứng 16.000, 3 trứng 24, 4 trứng 32 và 5 trứng là 40.000. Lấy bao nhiêu trứng thì cứ nhân lên mà tính tiền, đúng không quý anh chị? Mình biết thì mình lên đây mình thưa thốt, còn mình không biết thì mình dựa bờ tường mình lấy nghe người khác nói chuyện. Mình thấy chị cũng là một người thành đạt, lắm vàng nhiều tiền. Chị cũng hay lên trên những trang mạng khoe khoang là tiền vàng của mình. Thì cái này mình chúc mừng gia đình chị là một người mà chị kiếm được nhiều tiền, nhiều vàng. Cái đó là niềm vui, không có gì mà đáng nói. Cái gì thì thấy chị cũng có, nhưng có cái hiểu biết về hột sòn kim cương thì chị chưa có. Rất mong sau này chị lên trên những nền tảng mạng xã hội phát biểu trước công chúng thì hãy nên cân nhắc và suy nghĩ cái lời ăn tiếng nói của mình. Đừng có để sai rồi thì lên đây xin lỗi thì không hay không tốt.